Thưa quý vị, một năm học mới đã bắt đầu và có lẽ bên cạnh niềm vui, sự hứng khởi khi mà nhìn thấy các con của mình được quay trở lại trường học, thì các bậc phụ huynh cũng khó tránh khỏi một tâm lý lo lắng là làm như thế nào để có thể đảm bảo được sức khỏe cho con em của mình cũng như là phòng chống được dịch bệnh COVID-19. Có lẽ là bên cạnh việc chuẩn bị về sách vở, đồ dùng học tập hay là quần áo, thì các bậc phụ huynh cũng đang chuẩn bị về những kiến thức và kỹ năng để có thể giúp đảm bảo sức khỏe cho con em của mình khi bắt đầu năm học mới. Và với những sự quan tâm như vậy thì ngày hôm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Vũ Huy, Nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương gửi đến quý vị những gợi ý về chủ đề này. Và xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Vâng, thưa bác sĩ, ông đánh giá như thế nào về nguy cơ của COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến học sinh khi mà các em quay trở lại trường học ạ? Tôi nghĩ rằng là đến giai đoạn này thì chúng ta vẫn phải chấp nhận một cái câu nói quen thuộc ở Việt Nam ấy. Đó là hãy sống chung với lũ. Khi các cháu quay trở lại trường học thì nhà trường cũng như các thầy cô giáo cũng như các cháu học sinh phải thực hiện tuân thủ tốt những cái hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19. Các cháu từ tiểu học, mẫu giáo, nhà trường cũng như các thầy cô giáo và bậc phụ huynh nên phối hợp với nhau nhắc nhở các cháu trong công tác phòng chống dịch. Vâng, có lẽ các trường học cũng đã được hướng dẫn một cách khá cụ thể về các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho học sinh của mình rồi. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là các nhà trường sẽ triển khai như thế nào ạ? Các trường học nên dành thời gian cho tập huấn lại cho các cháu về các biện pháp vệ sinh. Đó bao gồm là vệ sinh ăn uống này, vệ sinh cá nhân này, vệ sinh hô hấp này, vệ sinh ngoại cảnh, phòng chống lây theo đường hô hấp. Khi sinh hoạt thì thành các nhóm nhỏ, không nên tập trung nhóm lớn, thường xuyên đeo khẩu trang, nên giữ khoảng cách. Hãy nhắc nhở các cháu không khạc nhổ bừa bãi và khi ho phải thể che miệng. Nếu mà dùng khăn giấy thì nên sử dụng xong để bỏ đúng nơi quy định. Lớp học ấy, thì phải giữ sạch sẽ, vệ sinh hàng ngày và nên mở cửa cho thoáng mát để phòng chống bệnh tật. Rửa tay thường xuyên sau mỗi cái hoạt động của cá nhân. Một điều nữa cần lưu ý là này, tất cả các cháu khi có biểu hiện bất thường thì cần phải báo ngay cho các thầy cô giáo biết. Ngoài ra chúng ta cần phải nhắc các cháu thêm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Vâng, chắc chắn là việc đảm bảo an toàn cho các em học sinh thì là sự kết hợp giữa nhà trường và gia đình rồi. Về phía các bậc phụ huynh thì sao? Họ cần phải trang bị những kỹ năng như thế nào cho con em của mình để biết cách tự vệ sinh này, cũng như là phòng tránh được dịch bệnh. Bố mẹ các cháu nên theo dõi, nhắc nhở, phối hợp các thầy cô giáo để chăm sóc các cháu. Tôi nghĩ như là những cái hành động cụ thể các bậc cha mẹ nên làm. Ví dụ như là nên nhắc các cháu vệ sinh, thực hiện vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên này. Rồi mỗi lần đi học về nên thay quần áo, tắm rửa rồi hãng tham gia sinh hoạt gia đình. Và chú ý vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, trước khi đi ngủ nên súc miệng nước muối. Và hãy dạy các cháu cách tự chăm sóc sức khỏe bản thân, ví dụ tập cập nhiệt độ, biết thế nào là sốt và khi nào chưa sốt để báo với bố mẹ, với thầy cô giáo. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và rất hy vọng rằng với những gợi ý và chia sẻ vừa rồi đến từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Vũ Huy, thì các bậc phụ huynh đã có thể yên tâm hơn khi mà đưa con đến trường trong năm học mới này. 7 việc học sinh cần làm hàng ngày tại trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 1. Rửa tay với nước sạch bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào lớp, trước và sau khi ăn, sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh hoặc khi tay bẩn. 2. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi. 3. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 4. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn. 5. Không khạc nhổ bừa bãi. 6. Bỏ rác đúng nơi quy định. 7. Nếu bản thân hoặc thấy học sinh khác có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm.